Viên Lâm Thị Kim Ngân, đội tuyển nữ xe đạp Việt Nam.
sau khi đặt lô thì Tâm sẽ đi xuống đưa mọi người xuống tắm biển để thả lỏng, hồi phục cơ. À, đây là biển ngay chỗ trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, chỗ Tâm mở và tập luyện đi xuống. Biển rất là trong xanh, đẹp. Lên. Chiều đi tắm biển. Hiện tại đội tuyển Nam thì còn 5 anh em. Đây là em Phương Dung, em mới sau khi đi xuống tắm biển nó bắt được một con này, gọi là con ngao biển. Con này cỡ khoảng 1 ký chưa 55.